Đây là buổi giao lưu văn nghệ đặc biệt trong chuyến đi của đoàn công tác số 15 thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 vào cuối tháng 5 năm 2017. Theo lịch trình, đoàn công tác thăm nhà giàn DK1/14 ở bãi Tư Chính. Đây là nhà giàn duy nhất và cũng là điểm cuối cùng trong hải trình dài ngày của đoàn. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi, sóng to, gió lớn và mưa khiến cano không thể tiếp cận nhà giàn. Phương án của đoàn công tác là cho cano chở quà ra và chuyển cho cán bộ, chiến sĩ qua hệ thống ròng rọc của nhà giàn. Còn các thành viên trong đoàn sẽ giao lưu với lính nhà giàn qua máy bộ đàm ở trên đài chỉ huy của tàu KN-491. Vượt hơn 1.100 hải lý trong suốt hành trình dài, tương đương gần 2.000 km, nhưng chỉ còn vài trăm bước chân. Các thành viên trong đoàn không thể đến nhà giàn thăm những người lính, nên đành gửi tình cảm của mình qua những bài hát được phát qua bộ đàm. Các chiến sĩ nhà giàn thay phiên nhau yêu cầu những bài hát về quê hương của từng người. Những ca khúc lần lượt được cất lên như Kéo tàu và Nhà giàn xích lại gần hơn. Ở phía bên kia, nơi nhà giàn, các chiến sĩ chỉnh tề, thẳng hàng đang cầm cờ vừa vẫy vừa lắc lư theo tiếng sóng lẫn điệu hát. Tàu neo lại bên nhà giàn đến khuya mới rời đi. Thưa các đồng chí lãnh đạo chỉ huy và toàn bộ cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn DK14, chúng tôi là thành viên của đoàn công tác số 15 sẽ thăm các đồng chí đây. Tất cả các thành viên của đoàn công tác số 15 không chỉ là vui mừng, phấn khởi mà rất vinh dự, tự hào đến vùng đặc quyền kinh tế phía Nam và đến thăm các nhà giàn trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và rất tiếc là do thời tiết, khí hậu nó khó khăn, phức tạp cho nên chúng tôi không đến nhà giàn được. Nhưng qua hệ thống phát thanh của đài, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả các đồng chí. Chúng tôi rất tự hào về các đồng chí. Chúng tôi biết rằng các đồng chí rất gian khổ, các đồng chí đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, các đồng chí đối mặt với âm mưu, hành động xấu xa của các thế lực thù địch. Và các đồng chí đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn gian khổ đó.